Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Nhạc sĩ hòa âm ca khúc mới của Sơn Tùng lên tiếng nghi vấn đạo nhạc. Chỉ sau vài tiếng trình làng, MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau của Sơn Tùng đã gây ra cơn bão dư luận cho rằng nam ca sĩ gốc Thái Bình đạo nhạc ca khúc We Don't Talk Anymore nổi tiếng. MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau là một sản phẩm âm nhạc mới mà Sơn Tùng vừa giới thiệu đến công chúng cách đây chưa lâu. Ca khúc này do Sơn Tùng tự sáng tác sau 6 tháng hoạt động khá im ắng và đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nam ca sĩ. Bài hát mang phong cách tropical house bắt tai, phù hợp với dòng chảy âm nhạc hiện đại của thế giới. Tuy nhiên, sau khi ra mắt MV không lâu, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều khán giả cho biết bài hát trên có giai điệu và vòng hòa âm giống với ca khúc We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. Trước làn sóng chỉ trích cho rằng Sơn Tùng đạo nhái ý tưởng sáng tác và thực hiện MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, chúng tôi đã liên hệ với producer Triple D, người hòa âm phối khí cho ca khúc trên, để hỏi rõ thông tin và có sự phản hồi chuyên môn về ý kiến khán giả. Trước thông tin cho rằng ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau có sự tương đồng về vòng hợp âm với bài hát We Don't Talk Anymore, nam producer vui vẻ đáp: chuyển vòng hợp âm giống nhau là việc hết sức bình thường và rất nhiều ca khúc trên thế giới cũng tương đồng như thế. Thêm vào đó, với mỗi thể loại nhạc sẽ có những nét đặc trưng và tropical house cũng không ngoại lệ. Vì thế, nếu các ca khúc cùng thể loại nhạc thì sẽ khó tránh khỏi những điểm tương đồng khi nghe. Đặc biệt, trong vòng hợp âm cuối bài We Don't Talk Anymore thì ở những câu cuối ca khúc, Sơn Tùng không thể hát khớp với nhạc. Vì vậy, việc hai ca khúc giống về vòng hợp âm thì đó không phải là đạo nhạc. Chỉ khi nào giống nhau về melody, giai điệu bài này phù hợp với nốt nhạc bài kia thì mới bị xem là nhái sản phẩm. Triple D khẳng định phần beat trong ca khúc là do anh sáng tác ra chứ không sao chép ở đâu. Không những thế, nam producer còn cho biết thêm, trong phần hòa âm của mình, anh có xây dựng phần nhạc theo hơi hướng hip hop đôi chút chứ không hoàn toàn là tropical house, nên sẽ khác hẳn với bài We Don't Talk Anymore. Chia sẻ quan điểm về việc đoạn điệp khúc bị nhận xét là giống nhau về giai điệu và ca từ có nhiều nét tương đồng, Triple D khéo léo cho biết anh xin phép không bình luận về vấn đề này. Tham khảo thêm một số chia sẻ từ giới chuyên môn, đa phần các nhạc sĩ ca sĩ cho rằng việc một số ca khúc giống nhau về vòng hợp âm là khá phổ biến và bình thường, nên trước sự cố Sơn Tùng gặp phải, họ không bình luận gì thêm. Hiện tại, phía Sơn Tùng vẫn giữ im lặng và không có bất kỳ phát ngôn nào về vụ việc trên. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.